Ông nghe nói công thương để đóng chặt. Xin mời nói về công thương. Vâng, xin mời thượng thiếu tá Công Quân Phạm Đình Quân. Cảm ơn cho chương trình vừa rồi. Kính thưa quý vị, để sửa soạn cho nghi thức phủ cờ cho người anh hùng Lý Sơn, chúng tôi xin được trân trọng nhắc nhở quý vị một vài điều. Thứ nhất là quý vị thấy cái sự ưu ái của toàn thể người dân tị nạn cộng sản ở ngoại quốc đều hướng lòng về cái đám tang của anh hùng Lý Sơn.